Xin chào các bạn, mình là Ngân, huấn luyện viên của Sumon Gym. Chào mừng các bạn đã đến với series tập luyện đầu tiên của Sumon Gym dành riêng cho chị em phụ nữ. Và trong series lần này, mình sẽ đồng hành cùng với các bạn thông qua chuỗi 23 video tập luyện và dinh dưỡng của chương trình. Chúng ta sẽ làm việc với nhau liên tục từ giờ cho đến Tết và bắt đầu từ ngày hôm nay. Có một sự khác biệt rất là lớn giữa tập luyện cho các chị em phụ nữ và tập luyện cho các đấng mày râu. Chị em phụ nữ có một số điều kiện đặc biệt hơn nam giới, đó là về số lượng sợi cơ type 1 nhiều hơn, trong khi chiếm ưu thế của nam giới so với nữ lại là các sợi cơ mạnh type 2. Việc phân bổ số lượng sợi cơ như thế này đem đến một vài kết quả, đó là lượng mao mạch dày đặn nhằm tăng khả năng lưu thông cho các sợi cơ đỏ. Ngoài ra thì lượng cơ bắp nhỏ hơn cũng giúp cho cơ thể phụ nữ lưu thông máu tốt hơn, làm giảm các cảm giác căng khó chịu khi cơ bắp tích trữ các chất chuyển hóa từ việc tập luyện. Từ đây thì các bạn có thể thấy rằng cơ thể phụ nữ có thể tập luyện với nhiều volume hơn để đạt được ngưỡng thất bại, có thể lựa nhiều rep hơn trong một set hoặc nhiều set hơn trong một buổi tập. Nếu có sử dụng các công cụ đo lường cảm giác như RPE hay như là RIR thì cũng có thể lựa chọn mức tạ nặng hơn một chút cho nữ, hoặc đơn giản là giảm đi thời gian nghỉ giữa mỗi set tập luyện. Nhưng nói chung là tốc độ phát triển tương đối của cả hai giới là như nhau khi các bạn có một lịch trình tập luyện đúng cách. Chúng ta đều biết rằng để cố gắng tăng trưởng cơ bắp, các bạn sẽ cần tăng tiến trong khối lượng tập luyện. Và ngược lại, để có thể giữ được nhiều cơ bắp nhất, khối lượng tập luyện cũng phải luôn được duy trì đủ lớn. Và việc tập luyện với mức tạ lớn thì sẽ luôn đi kèm với rủi ro lớn. Và trong trường hợp này, chúng ta đang cắt giảm calo để giảm mỡ, hay nói đơn giản là ăn kiêng. Vậy nên thì trong chương trình này, các nguyên lý tập luyện đơn giản sẽ là: nguyên tắc đầu tiên đó là sử dụng các superset và gian set cho cùng một nhóm cơ, áp dụng chủ yếu cho những nhóm cơ lớn. Và với kiểu tập luyện này, chúng ta có thể huy động thêm nhiều các tổ hợp vận động chịu kích thích. Bài đầu tiên cho superset, chúng ta sẽ tập với cường độ cao và yêu cầu vận động của các tổ hợp sợi cơ nhanh, mạnh loại 2. Tuy chúng ít nhưng có tiềm năng phát triển tuyệt vời. Ngay sau đó sẽ là một bài tập với cường độ thấp hơn để huy động nốt các tổ hợp cơ vận động còn lại. Và cuối cùng vẫn là một bài tập với cùng một nhóm cơ nhưng sẽ có xu hướng từng bên hoặc là thăng bằng, nhằm tác động thêm vào các nhóm cơ ổn định hoặc đơn giản là cơ bụng. Cơ bụng là một nhóm cơ mà các chị em rất là quan tâm, nhưng các bạn không thể định hình nó theo kiểu tập mông để mông to, nhưng tập bụng thì lại làm cho bụng nhỏ lại được. Bụng nhỏ sẽ cần phải giảm mỡ, và điều đó sẽ đạt được nếu như các bạn làm chính xác những điều này trong series. Hãy yên tâm rằng với các nhóm co, bài tập cuối cùng này đã là quá đủ. Nguyên tắc thứ hai được áp dụng đó là giảm thiểu thời gian nghỉ, từ đó làm tăng cường các chất chuyển hóa trong cơ bắp. Việc sử dụng superset của các biến thể bài tập có cùng các nhóm cơ chủ vận, nó cũng giống như việc giảm tạ liên tục trong một drop set vậy. Ngoài ra thì việc giảm thiểu thời gian nghỉ cũng làm tăng áp lực chuyển hóa và sự tích tụ của axit lactic, từ đó thúc đẩy cơ thể tiết ra nhiều HGH hơn và thúc đẩy quá trình đốt mỡ. HGH các bạn có thể đã có quen thuộc do việc sử dụng hormone này theo hướng ngoại sinh của các vận động viên thể hình. Mục tiêu là để tăng trưởng cơ bắp, giảm thiểu các tác hại của steroid và cuối cùng mới đến việc giảm mỡ. Lưu ý ở đây là với liều giảm mỡ thì lượng tự nhiên cơ thể có thể tiết ra là có thể đạt được. Nhưng vẫn cần phải nhắc lại rằng để giảm mỡ, bạn cần phải tạo ra thâm hụt năng lượng. Còn để có thể tăng trưởng thì như trong cuốn 13 tuần giảm mỡ có nói rất rõ ràng, liều lượng này còn chưa thể bằng một nửa của liều làm đẹp. Và trong cuốn sách của chú Huy cũng có nói rất rõ ràng, việc tập luyện với số rep cao để khô với một người tập luyện tự nhiên là điều rất vô lý. Đồng ý là sẽ sử dụng thật nhiều năng lượng hơn so với việc tập nặng, nhưng mình cũng đã nhắc đi nhắc lại trong thời gian gần đây, đó là tập nhiều gây tổn thương cơ bắp nhiều hơn rất nhiều so với việc tập nặng, trừ khi bạn đang có những điều kiện tuyệt vời như có nhiều sợi cơ bền cùng mạng lưới mao mạch dày đặc hoặc khả năng lưu thông máu tuyệt vời như chị em phụ nữ. Tất cả sự phát triển đều dựa trên sự quá tải trong tập luyện. Cơ bắp cũng vậy, nó sẽ không phát triển trừ khi các bạn cho nó có lý do. Và sự phát triển này thường sẽ đi kèm với một sự thích nghi của các tác động vật lý. Đơn giản ở đây, tác động vật lý đến từ việc nâng tạ. Và mình thấy rằng cuộc sống hiện tại thì ngày càng ít khó khăn về mặt vật lý hơn. Vậy nên chúng ta sẽ phải tự tay tạo ra nhiều thử thách hơn. Và cách để làm được điều này, điều chúng ta cần đơn giản là tăng tải trọng trong việc tập luyện. Mình cũng không thể nắm rõ việc tập luyện của các bạn sẽ chính xác là như thế nào. Vậy nên hãy kiểm tra ngay trong group của chương trình Small Gym Slim Tape Challenge. Các bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết và nó sẽ hoàn toàn là miễn phí. Ngoài ra thì việc tăng tạ sau mỗi buổi tập, mỗi block mới thì số bài tập cũng sẽ nhiều hơn một chút nhằm đảm bảo tính progressive overload của chương trình. Quản lý khả năng phục hồi của cơ thể cũng là một điều cực kỳ quan trọng.
Việc thay đổi khối lượng một cách quá nhanh và bất ngờ sẽ có thể là nguyên nhân tối quan trọng dẫn đến việc chấn thương. Và chấn thương thì không vui một chút nào. Ngoài ra thì chúng ta đang có một cuộc thi, nên nếu các bạn chấn thương thì sẽ cần một khoảng thời gian ngắn nhất định để phục hồi. Nếu bạn là người mới thì có thể đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng bạn tham gia việc tập luyện. Vậy nên hãy quản lý tải trọng một cách thông minh, và ở đây mình cũng sẽ có một vài gợi ý. Với người mới, tiềm năng phát triển của các bạn rất là lớn. Các bạn có thể tăng ngay 10kg tạ chỉ sau một buổi tập. Nguyên nhân đơn giản chỉ là do làm quen với động tác. Nhưng động tác chưa vững vẫn có thể là nguyên nhân. Vậy nên mình khuyến nghị chỉ cần tăng 1 cân tạ mỗi bên cho mỗi buổi tập. 1kg có thể nhỏ nhưng hãy thử tính toán một chút. Ví dụ một tuần chúng ta có 2 buổi chân, với mỗi buổi tăng 1kg mỗi bên cho squat thì một tuần chúng ta sẽ có 4 cân. Một tháng 4 tuần thì sẽ có 16kg. 16 x 12 tháng thì sẽ là mức xấp xỉ squat on rep max của chú Huy ngay tại thời điểm bây giờ, và điều này sẽ là bất khả thi đối với các bạn nữ. Vậy nên ban đầu các bạn có thể bắt đầu với mức tạ đòn và tăng dần 1-2 cân về sau. Trong lịch tập này chúng ta sẽ có 3 bài tập cho nhóm cơ chính và từ 2 đến 3 bài tập cho các nhóm cơ phụ. Và câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại cần phải có nhiều bài tập trong một nhóm cơ như vậy? Nguyên nhân là vì nếu bạn bắt đầu tập luyện với nguồn gen di truyền giống như các nhà vô địch Mr. Olympia thì điều bạn cần đơn giản là chỉ cần tập duy nhất các bài compound cho toàn bộ các nhóm cơ. Còn đối với những thể loại yếu đuối như chúng ta, đánh vào nhiều góc độ tác động khác nhau của một nhóm cơ là điều cần thiết. Mục tiêu thì là để đẩy cao sự kết nối và vận dụng được toàn bộ nhóm cơ bắp. Và các bạn yên tâm là ngay cả với những người có gen di truyền trên mức trung bình thì các bạn vẫn sẽ nhận được kết quả tốt khi được kết hợp tập luyện với nhiều bài tập khác nhau. Vì đơn giản, thứ tự vận dụng các đơn vị thần kinh cơ thường sẽ được cố định trong một chuyển động nhất định. Điều này có nghĩa là một số đơn vị vận động nhất định sẽ có kích thích nhiều hơn cho bài tập này, nhưng lại kém hiệu quả trong các bài tập khác. Cách lựa chọn bài tập thông minh, chúng ta có thể đảm bảo rằng tất cả các điểm yếu của cơ bắp cũng sẽ được tác động và luyện tập một cách đầy đủ. Và vì những lý do này mà các bài tập trong chuỗi video của mình sẽ được lựa chọn một cách cực kỳ cẩn thận. Mặc dù nếu các bạn là người mới và cần bài tập thay thế như mình đã nhắc đến ở video giới thiệu trước thì ok, mình cũng sẽ có một phiên bản thay thế để cho các bạn lựa chọn. Và các bạn cũng sẽ phải giữ lời hứa với mình, đó là dành ra 15 đến 20 phút mỗi ngày cho cardio nhẹ nhàng vào buổi sáng nhé. Cố gắng là tách biệt việc cardio này ra sau buổi tập ít nhất 5 tiếng để đảm bảo buổi tập chính trở nên thực sự hoàn hảo. Và nếu thời gian quá cấp bách thì bạn có thể thay thế cardio vào sau buổi tập chính. Chương trình tập lần này sẽ có thiên hướng cho nữ giới với 2 buổi tập cho thân dưới và chỉ 1 buổi tập trong tuần là dành cho thân trên. Và nếu như cần chính xác thì chúng ta bắt đầu chương trình thứ 2 chúng ta sẽ có 1 buổi full cho chân. Thứ 3 sẽ là cho các nhóm cơ thân trên. Sau đó sẽ là 1 ngày cần nghỉ ngơi và thứ 5 sẽ là 1 buổi full cho mông. Và rồi nghỉ vào ngày hôm thứ 6 và sẽ lại quay trở lại một vòng lặp lại 5 ngày một lần như thế này. Như vậy vị chi là chúng ta sẽ có 5 ngày cho một vòng lặp tập luyện với 3 ngày tạ và 2 ngày nghỉ. Mình không quá khắt khe trong việc bắt buộc các bạn phải tuân thủ theo đúng lịch trình như thế này. Nhưng nếu bạn phải nghỉ 2 ngày liên tiếp do một kỳ nghỉ hoặc là lịch phải đi công tác, hãy bỏ qua 2 ngày nghỉ và tập 3 buổi liên tiếp. Nhưng nhớ là phải giảm bớt volume nhé. Nếu trường hợp bạn phải bỏ 3 ngày trong một tuần thì phần bỏ qua tiếp theo nên là buổi thân trên. Thân dưới sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, và vì chúng ta sẽ không quá thiên về intensity trong tập luyện, vậy nên buổi tập của chúng ta cũng sẽ rất là ngắn. Giới hạn kết thúc chỉ vỏn vẹn trong 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi cho một buổi tập hoàn chỉnh, cả khởi động và giãn cơ. Vậy nên là hãy cố gắng đặt toàn bộ tâm trí của mình trong 1 tiếng này. Chúng ta ở đây là để thay đổi sau cả 1 năm trời trì trệ trong việc tập luyện và có thể là cả công việc. Vậy nên thì nếu đã nắm rõ được cơ chế hoạt động của chương trình rồi thì ngày mai chúng ta sẽ có thêm một video tổng quan. Hãy nhớ follow Smart Gym, bật chuông thông báo, cập nhật thông tin trong các video tổng quan tiếp theo. Và mỗi tuần chúng ta sẽ có 2 video tập tạ và 1 hướng dẫn nấu ăn. Còn giờ thì bye bye!